Rồi chào mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục thanh lý cho mọi người một cái máy bán bu lông dùng pin của hãng DESA. Thì ở đây là một cái máy bán bu lông có cái mô men xoắn là khoảng 230 newton nha. Thì trong cái đây chỉ có một máy, một pin, một sạc thôi. Thì ở trong cái chương trình này thì mình đang thanh lý cho anh em một cái bộ này chỉ có giá 1.800.000 nha. Đấy, máy mới nha, chưa có sử dụng đó, 1.800.000 cho cái bộ này. Một máy, một pin, một sạc. Thì cái pin này là pin 4A nha anh em. Đây, pin 4A. Thì những cái pin này anh em nào ít xài, mua về nhà xài á, thì ok. Đó, chỉ cần một cái pin là đủ rồi. À, không cần hai pin nha. Đây. Một pin 4A. Thì nói chung anh em đã biết ha, để những cái máy khoan máy pin đó thì thường cái pin nó thường người gom lại, thường nó mắc hơn cái máy đó, do vậy nó mắc cho cái pin đó, quá trời đẹp ha. Thì cái máy này nó sẽ gồm một cái nụ đầu khẩu là 22, đây 22, ở trong đây nó sẽ có chốt nha, có chốt gài đây nè, cái lỗ này có chốt gài nên em không có rút mình ra được đâu, rút ra mình gỡ này ra thì mình lấy cái chốt ra mình rút được ha. Đó. Quá trời đẹp luôn. Đây là cái dòng motor không than nha anh em. Motor không than của hãng DESA. Đó. Ủa, motor có than chứ trời. Nó cho ông ta hai cục than nè. ADB16 ha. Đó. Đây, nhìn ở trong đây không thấy những cái tia lửa mà anh em, đâu tia lửa đâu nha. Đây là dòng motor có than nha, motor có than. Thì với lực xoắn là 230 newton anh em ha. Thì mở những ốc gia đình dân dụng thì chúng ta mở được. Con này không có mở được bố nồi tay ga nha, không mở được đó, nó mở cả ốc từ 22 trở xuống. Thì đây, ở đây nó cho ốc ta sẵn luôn nè ha, những con nào khoảng này thì chúng ta mở được nha. Đó. Thì như mấy này mình bán thanh lý cho anh em chỉ có 1.800.000 thôi, thì bảo đảm cho anh em thử dò ra những cái con này nó sẽ mắc hơn rất là nhiều nha. Pin bên mình đây là pin 4A, pin này pin 4A đó, một máy một pin thôi. Còn anh em mà mua một cái bộ này mà pin 3A thôi đó nha, là nó đã 3 triệu mấy, gần 4 triệu rồi đó, nó thiệt 3 triệu mấy gần 4 triệu đó, một máy hai pin một sạc pin 3A nha, khoảng 3.500.000 cho đến 3.800.000 con này, nếu mà nó là một máy hai pin 3 một sạc. Còn đây mình là một máy một pin một sạc pin 4A thì mình bán cho anh em chỉ có 1.800.000 thôi. Anh em mà có nhu cầu thì qua lấy nha. Đó. Tình trạng như vậy là máy mới, mình chưa sử dụng đâu. Thì động cơ có than nha. Đó. Thì có điều tốc thì cũng tốc này ha. Đó. 1.800.000 thôi. Những anh em nào đó xài qua những cái dòng DESA mình biết ha, rất là bền luôn. Đó, rất là bền. Thì ở đây nó trang bị chúng ta tới hai cái chỗ than luôn nè. Trời ơi, hai cặp này xài biết nào nó hết. Hai cái chỗ than luôn. Chứ không phải một cái đâu. Rồi, ok ha. 1.800.000 cho cái con này. Lưu ý mấy con này mình không ship code nha, anh em mua thì chuyển khoản trước hoặc cho người nhà qua lấy, có con à. À, chuyển khoản thì mình giữ lại cho anh em hoặc cho người nhà qua lấy nha. 1.800.000 cho con này, thật sự quá rẻ đó. Thì để lâu thì nó hơi bụi bám chút ha. Anh em nào mua thì đó anh em thấy không, cái bụi này thật sự lau cái lông sạch bông nè, nhưng mà thôi đem thanh lý cho anh em thì không cần lau đâu nha, đẹp lắm. Rồi ok, anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại bên dưới. Rồi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.